Sau khi giới thiệu xong về các nhóm công cụ mà giúp chúng ta tạo các vùng trọng thì chúng ta sẽ ứng dụng nó trong cái thao tác để làm bài mẫu như thế này. Đây các bạn quan sát, đây là tài nguyên đúng không? Còn đây là kết quả sau khi mà lựa chọn. Thế bây giờ để làm việc thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là tôi sẽ mở hai cửa sổ song song với nhau. Để mở hai cửa sổ song song thì tôi sẽ vào trong Windows. Trong Windows các bạn tìm tới menu Arrange. Trong Arrange các bạn tìm tới cho tôi cái lệnh là sắp hai cửa sổ dọc theo nhau như thế này, cạnh nhau như thế này. To up vertical. Thì lúc này nó sẽ mở hai cửa sổ song song với nhau. Một cái là bài mẫu và một cái là gì đấy? Một cái là tài nguyên và một cái là kết quả. Đó. Việc của tôi sẽ là gì đấy? Lựa chọn ở cái cửa sổ bên này và sau đó thì đưa nó sang cửa sổ bên này để sắp xếp. Thế nhưng mà trước hết thì tôi sẽ cần một cái file mà có kích thước đúng bằng cái bài mẫu này. Có hai cách. Một là chúng ta kiểm tra kích thước của cái bài mẫu xem là nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu và chúng ta cũng tạo ra một cái file giống như thế. Hai là chúng ta nhân bản cái bài mẫu lên và sau đó thì chúng ta tô trắng cho nó. Đó. Đây, cách thức nhân bản thì chúng ta vào như này. Chọn cái file này vào email, vào duplicate thì nó sẽ tạo ra một cái bài giống hệt như thế. Sau khi có bài giống hệt rồi, chúng ta vào lệnh tô mà chúng ta đã biết. Edit fill, các bạn chọn cho tôi cái lệnh tô là tô màu trắng, tô vào đây thì chúng ta sẽ có một cái khung nó sẽ giống hệt cái bài mẫu và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy cái tài liệu từ bên này đưa sang bên này. Hoặc các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách như thế này, vào email size các bạn sẽ xem được là cái này nó cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Cái này là rộng 300, cao 383 đúng không? Rồi, chúng ta sẽ mở một cái 300 này, file new 300 này, 383 này, độ phân giải 72, nền trắng, ok. Vậy là tôi cũng sẽ có một cái file có kích thước giống hệt. Sau khi chuẩn bị xong được cái này, thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng các công cụ mà tạo vùng chọn như vừa nãy chúng ta đã trao đổi để chúng ta đưa các cái đối tượng mà chúng ta chọn lựa sang bên này. Trước hết là lấy cái nền đã nhé, lấy cái quả dưa đã. Thì có nhiều cách lấy quả dưa, chúng ta xem lần lượt từng cách này. Đầu tiên tôi có thể sử dụng chọn nhanh bằng cách là dùng rectangular. Đây, vẽ một cái vùng chọn nhanh bao lấy quả dưa. Tất nhiên bây giờ lấy được dưa rồi nhưng mà lại thừa nền trắng đúng không? Tôi sẽ phải trừ nền trắng đi bằng cách là tôi sử dụng công cụ Measure One, nhấn phím Alt và tôi trừ cái nền trắng đi. Đây. Tại sao lại trừ? Tại vì khi tôi nhấn vào màu trắng có nghĩa là nó sẽ chọn cái vùng màu trắng ở trong cái vùng chọn này và sẽ tạo ra một vùng chọn mới. Mà vùng chọn mới mà giữ an mà lại giao cắt vùng chọn cũ ở đâu thì nó tự động bỏ cái phần giao cắt đi đúng không? Và lúc này chúng ta sẽ còn lại ở đây vùng màu vàng thôi. Đấy là một cách đúng không? Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng gì đây ạ? Công cụ Quick Selection đúng không? Tôi chỉ cần vẽ nhanh di quanh một cái thế này là nó sẽ chọn được những cái vùng mà trung bình cộng giống nhau và nó sẽ lấy cho tôi. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể quay trở lại sử dụng công cụ gì đấy, sử dụng công cụ gì, Magic đúng không? Như vừa nãy chúng ta đã nói, bấm vào ranh giới và sau đó thì di một cách tương đối chính xác xung quanh cái quả dưa này, việc còn lại tự nó sẽ xử lý, nó bám lấy cái việc và chúng ta cũng sẽ lấy được cái vùng chọn tương đối chính xác của cái này. Cách nào cũng được, tức là chúng ta sẽ linh hoạt trong cái phương pháp xử lý đúng không? Chọn rộng rồi trừ bớt đi đúng không? Chọn từ trong và chọn từ rìa. Như vậy là chúng ta có ba cái nhóm công cụ có thể là xử lý cái việc này. Sau khi lấy xong được thì chúng ta sẽ làm hai cách như sau. Một là bình thường, theo quy tắc bình thường thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là edit này, copy, để copy lấy tất cả các cái điểm ảnh nằm ở trong này. Sau đó thì tôi sang bên này và tôi sẽ xử lý bằng lệnh paste, dán vào thì nó sẽ sang đây. Đấy. Nếu mà không thích cái này, nhấn phím delete xóa đi và tôi dùng cách thứ hai. Đó là gì đấy? Sử dụng công cụ move. Move thì tôi sẽ kéo. Nếu bình thường ra thì tôi sẽ kéo nó chạy ở trong cái cửa sổ này thôi.
nghĩa là tôi dịch điểm ảnh trong vùng chọn từ chỗ nọ sang chỗ kia. Tuy nhiên các bạn có thể kéo một mạch từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia thì lúc này nó lại tương đương với lại gì đấy, copy và paste, và cái vùng này vẫn nằm yên, không có bị ảnh hưởng gì cả. Vậy là tôi lấy được cái đầu tiên là cái quả dưa. Tiếp tục lấy các thứ tiếp theo, ví dụ cái miệng này thì nó là hình tương đối tròn đúng không ạ? Đấy, tôi sẽ sử dụng cái ellipse. Tại sao tôi lại không lấy các công cụ khác? Tại vì là màu ở đây nó tương phản thấp đúng không? Hơi khó chọn bằng các công cụ lấy theo giá trị màu, vậy tôi lấy theo hình. Vẽ này chưa chính xác nhưng mà không nhả phím chuột ra, nhấn phím cách đẩy lên đỉnh, đẩy sang dưới đây cạnh trái, nhả phím cách ra và kéo tiếp xuống dưới cho tới khi nào bao được cái vùng tôi cần đúng không? Sau khi bao được rồi thì tôi sẽ sử dụng công cụ này, tôi kéo sang và thả tiếp sang bên này. Vậy là tôi có được cái đối tượng thứ hai là cái miệng. Tương tự như vậy, bây giờ tôi sẽ làm việc với cái mắt. Cái mắt thì nó gồm có hai yếu tố đúng không? Cái nền màu vàng và cái ở trong màu đen. Bây giờ tính chất của nó cũng là tương đối là tròn. Vậy thì tôi thử một cái này. Trước tiên là vẽ này, nhấn phím cách này, đẩy lên đỉnh này, đẩy sang gì đây, đẩy sang trái, nhả phím cách ra và kéo tiếp xuống dưới cho tới khi nào bao kín được thì thôi. Khớp rồi thì thôi, mà nếu chưa khớp thì nhấn phím cách dịch thêm một tí nữa và điều chỉnh tiếp. Sau khi khớp rồi thì buông ra và chúng ta lại lấy nó sang bên này. Được một cái nhé. Tiếp tục đến cái mắt này nữa thì tôi sẽ dùng cách thứ hai đi. Đó là gì ạ? Cố gắng xác định tâm đúng không? Sau đó thì nhấn an, nhấn shift. An là để từ tâm, shift là để vẽ tròn. Nếu mà chưa khớp hẳn có thể nhấn thêm phím cách đẩy nó lên thêm một tí đi ạ. Đấy, khớp rồi thì bỏ ra, lấy sang đây. Vậy là tôi có thêm gì đây, cái thứ hai mắt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn phím cách để tạm thời chuyển sang cái công cụ gì đây ạ, bàn tay, để tôi di sang tôi xem những cái phần mà bị khuất lấp, hoặc là tôi có thể nhấn Ctrl trừ để thu nhỏ lại để tôi xem những phần khác. Đến đây thì tôi sẽ lấy kết quả cái này đó. Cách nhanh nhất có lẽ là cách trừ đi thôi đó, vẽ lớn Magic One, trừ phần này đi thì nó sẽ còn lại cái phần bên trong, kéo sang. Vậy là tôi có thêm được một cái củ cải, chính là cái lông mày. Thế bây giờ tôi lại lấy tiếp các phần còn lại nhé. Cái nuôi chẳng hạn, thì cách tốt nhất mà chúng ta vừa trình diễn đấy chính là polygon rồi. Không còn cách nào tốt hơn cái cách này. Tại vì là nó thứ nhất là nhiều cái zig zag, thứ hai là màu nó không được minh bạch cho lắm giữa hình và nền. Do đó thì cách này là cách tốt nhất để chúng ta có thể lấy được cái nuôi. Vẽ càng từ tốn càng kỹ thì nó càng chính xác. Ok, đến đây tôi lấy được cái nơ rồi, nuôi nơ rồi, tôi kéo sang đây. Vậy là tôi có thêm được một thành phần. Ctrl 0 thu nhỏ lại để nhìn thấy cái này, và chúng ta xem xét lấy tiếp những thành phần còn lại. Tôi còn cái mũi là quả lê này, cái tai là cái miếng thịt này, và cái mũ là nấm cũ. Bây giờ tôi sẽ lấy cái này bằng cách là dùng quick đi. Đấy, đây, đưa chuột này di qua một tí tẹo là nó sẽ lấy hết được cái phần này đúng không? Sau đó thì tôi kéo tiếp sang đây, vậy là tôi lấy thêm được cái mũi. Nếu mà các bạn cảm thấy là nó chưa được tốt lắm, nó vẫn còn hơi bị dây, thì các bạn có thể là gì đây, lấy cái này vẽ trừ bớt đi những cái phần mà nó ở ngoài
những cái phần nào mà cảm thấy quá, hoặc là đây các bạn có thể sử dụng gì đây, Measure One. Measure One thì làm sao, bấm này đấy, thì lấy, có thể là giảm bớt cái này đi đấy, giữ Shift bấm lần tăng dần để lấy những cái phần mà nó còn chưa chưa chính xác, chưa đủ. Đó. Sau khi lấy xong thì chúng ta kéo gọn sang đây, vậy là xong được thêm cái vụ cái mũi. Bây giờ đến cái tai, chúng ta còn hai thứ thôi, đó là cái tai và cái mũ, đúng không? Trong trường hợp này thì magnetic lasso là cái tuyệt vời nhất, tại vì cái phần chúng ta lấy là cái phần lõi đỏ ở trong này, đúng không? Mà ở đây thì là một bên đỏ một bên nền trắng, ở đây là một bên thịt đỏ và một bên thịt trắng, thì chúng ta chỉ cần lấy ở cái vị trí như thế này, vẽ một cách tương đối thôi, nó muốn lấy lên đâu thì là nó lấy đấy, và chúng ta di tương đối như thế này, chúng ta lấy xong kéo quả nó sang đây, vậy là tôi có được cái tai. Cuối cùng tôi lấy tiếp cái gì, tôi lấy tiếp cái nấm củ. Thì cái nấm này thì tôi cũng sẽ lấy bằng cách là trừ, vẽ ra một vùng này, sau đó thì Measure One và tôi trừ bớt cái nền này đi, nhấn A trừ đi. Tuy nhiên trừ đi nền nhưng nó lại trừ nốt cả vào trong này, vì sao? Vì Measure One nó đang để chế độ tolerance rất lớn. Bây giờ Ctrl Z lùi bớt lại một bước và tôi sẽ giảm trừ cái này xuống còn 15 20 thôi, để cho cái nhận diện nó sát hơn, và nhấn A trừ bớt. Lúc này thì nó chỉ trừ nền mà nó không lấy vào trong nữa, cứ từ từ giữ an và chúng ta trừ cho tới khi nào hết cái phần nền không mong muốn thì chúng ta sẽ lấy được cái mũ. Sau khi lấy xong kéo cổ nó sang đây, vậy là tài nguyên chúng ta đã có tương đối là đầy đủ rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ sang cái thao tác là lắp ghép. Đó. Thế thì ở đây chúng ta nhận thấy là thứ nhất là nó có một số thứ. Bây giờ tôi không cần cái này nữa, tôi đóng cái này lại, không lưu. Và tôi lại quay trở lại cái chế độ là gióng hai bên như thế này để tôi xem thì đấy, bài mẫu và cái bài mà tôi đang làm dở này, đúng không? Thứ nhất là về mặt số lượng thì có một số thứ là chúng ta thấy là nó có hai số lượng là hai, mà tôi mới chỉ có một, ví dụ là hai mắt, hai lông mày, hai tai, thế thì tôi phải xử lý thêm, đúng không? Trước tiên là lông mày này, thì trước hết là các bạn phải mở cái cửa sổ layer ra giúp tôi, tại vì là mỗi một đối tượng phát sinh như thế này thì nó sẽ nằm ở một tầng layer khác nhau. Đây, cửa sổ layer, các bạn tìm thấy cái biểu tượng là hai cái hình thoi nó nằm đè lên nhau ở trong cái hệ thống Docker panel ở phía bên tay phải. Nếu không tìm thấy nó thì vào trong Windows tìm vào cái cửa sổ layer ở trong này, hoặc các bạn có thể nhấn phím F7 để gọi nó. Thế đến đây cửa sổ layer mở rồi thì tôi sẽ quan sát xem là tài nguyên của tôi có những gì ở đây. Mỗi một đối tượng khi tôi lôi từ chỗ nọ sang chỗ kia thì nó tự phát sinh ra một tầng nằm riêng ra, gọi là một layer. Và bây giờ tôi sẽ quan sát là có những đối tượng nào, bằng cách là mở cái phím mũi tên ở đây ra, chọn panel option, chọn cái thumbnail là cái hình thu nhỏ loại lớn nhất đi, thì lúc này chúng ta sẽ nhìn tương đối rõ là mỗi một cái tầng này nó chứa cái gì. Thế thì làm việc với tầng nào có nghĩa là chúng ta phải chọn cái tầng đó, và tầng được chọn thì nó sẽ có màu xanh như thế này. Đây là tôi đang chọn cái tầng gì đấy ạ, chứa cái lông mày, đúng không? Có rất nhiều cách để nhân bản một cái này lên làm đôi. Cách thứ nhất rất đơn giản là chọn cái layer này và kéo thả nó vào cái biểu tượng trang giấy trắng ở bên dưới, nó sẽ tạo ra một bản sao giống hệt nằm ở tầng trên, tất nhiên là trùng vị trí, phải nhấc ra thì chúng ta mới nhìn thấy là cái nằm dưới, đúng không? Cái nào không thích nhấn phím delete xóa đi, hoặc là các bạn kéo thả cái này vào trong biểu tượng thùng rác, đây delete xóa đi. Đấy là cách thứ nhất nhé. Cách thứ hai là các bạn chuột phải vào đây và các bạn chọn lệnh gì đấy, duplicate layer, nó cũng sẽ tạo ra một cái bảng sao cũng giống hệt như thế nằm ở trên. Đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba, các bạn dùng lệnh, sau khi chọn layer xong các bạn vào menu layer,
và các bạn chọn New, chọn Layer View Copy, tức là nhân bản cái layer đang được chọn đó, và phím tắt của nó là Ctrl G. Đây các bạn có thể bấm lệnh ở đây hoặc bấm Ctrl G trên bàn phím, nó cũng sẽ tạo thành bản sao cũng nằm lớp ở phía trên giống hệt như thế này. Thế còn một cách khác nữa đơn giản hơn, các bạn nhấn phím Alt cho tôi, nhấn phím Alt, sử dụng công cụ Move này, các bạn kéo nó sang vị trí mới, nhả chuột ra thì nhả chuột chỗ nào thì nó sẽ nhân bản ở chỗ đó. Thế cách nào cũng được, miễn là các bạn nhân bản được thành layer thứ hai. Thì chúng ta nhân bản xong rồi, nhưng mà chúng ta lại thấy một cái vấn đề là gì đấy ạ? Nó cần phải ngược chiều nhau, đúng không? Mà trong lúc này thì nó đang bị cùng chiều. Vậy thì tôi sẽ giải quyết bằng cách là vào menu Edit, vào lệnh Transform, tìm tới lệnh Flip Horizontal để lật ngược nó lại theo chiều ngang. Lúc này thì tôi lật được cái đối tượng này lại rồi, và tôi sẽ có một cái lông mày thứ hai. Ok, vậy là tôi giải quyết xong yêu cầu thứ nhất là cái lông mày. Tiếp tục nữa, đó là cái mắt. Mắt thì lại gồm có hai layer. Một layer là chứa cái phần đen đen ở trong, một layer là chứa cái gì đấy ạ? Cái phần vàng ở ngoài. Đây. Ở đầu mỗi một layer như này có một biểu tượng con mắt, các bạn có thể bật hay tắt để giấu hoặc là cho hiện cái layer này. Và bây giờ tôi chọn cả hai thì tôi phải làm nào? Giữ Shift chọn cả hai. Ở đây tôi kéo thử. À đúng rồi, một lần tôi chọn được cả hai và kéo được cả hai rồi. Vậy đến đây thì tôi sẽ tiến hành nhân bản như vừa nãy đi. Tôi sẽ nhấn giữ Alt và tôi kéo nó sang bên này. Trong lúc kéo các bạn nên giữ phím Shift kèm theo phím Shift cho tôi. Để làm gì? Để nó kéo theo một đường ngang, không bị thấp hơn hoặc là cao hơn so với hình mẫu. Như vậy là tôi đã nhân bản được cái thứ hai. Nhưng bây giờ xin quay lại một chút, đó là bây giờ chúng ta có thể chọn nhiều layer và cùng kéo cùng nhân bản một lần. Nhưng ở các phiên bản mà thấp thì tôi nói rõ luôn, nếu như ai đó mà vẫn còn có dịp tiếp xúc với lại các phiên bản mà thấp hơn nữa, Photoshop 7 thì sẽ không có lệnh này. 7 trở xuống không có lệnh này. Nó chỉ cho phép mỗi một lần kéo và nhân bản một layer thôi, chứ không cho phép nhân bản cùng một lúc nhiều layer. Phải từ phiên bản 8 trở lên thì nó mới chấp nhận là kéo nhiều layer cùng một lần như thế này. Đến đây thì tôi có hai cái mắt rồi đúng không? Đến tiếp tục là hai cái tai. Nhưng trước khi mà tôi làm việc với cái tai thì tôi sẽ nhận thấy là cái tai nó chưa đúng chiều, đúng không? Thì tôi phải làm một thao tác chọn lựa cái tai. Một là mở cửa sổ này ra để tìm cái tai, bấm vào đây. Hai là các bạn chuột phải vào và chọn một trong các layer ở đây, nó là cái trên cùng đây. Sau khi chọn xong rồi, tôi vào Edit, vào Transform và tôi chọn lệnh Rotate. Rotate này là theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ ạ? Ngược chiều đúng không? Đây, 90 độ counterclockwise. Thì lúc này tôi dựng được nó lên. Ok, đặt vào đây. Nếu muốn đẹp hơn thì tôi sẽ kéo nó xuống. Tôi muốn giấu nó dưới cái quả dưa cơ, thì hình nó sẽ đẹp hơn. Cách thức làm việc như sau. Túm vào cái layer này và kéo nó xuống hoặc là nhắc nó lên so với các layer khác thì nó sẽ thay đổi tầng thứ. Tôi sẽ kéo cho tới khi nào mà nó nằm dưới cái gì đấy, nằm dưới layer chứa quả dừa, thì cái layer chứa quả dừa này nó sẽ che bớt đi một phần, lúc này trông nó sẽ đẹp hơn. Đến đây rồi tôi sẽ Ctrl trừ thu bớt lại để tôi trông tổng quát này cho nó dễ, và tôi lại nhấn Alt, tôi nhân bản cái tai này sang đây. Tất nhiên giữ Shift để cho hai tai nó bằng nhau. Lúc này thì số lượng tai đạt được cả hai rồi, nhưng tôi phải lật lại thêm một lần nữa và Edit, vào Transform và vào Flip Horizontal để lật theo chiều kia. Đến đây thì tôi lật được cái tai thứ hai. Việc còn lại sắp xếp vào khu vực tôi cần. Và tất nhiên cái mũ này thì tôi có thể làm sao đây? Kéo nó xuống nằm dưới cái này, đúng không? Bây giờ tôi có thể là kéo thủ công, hoặc tôi có thể vào trong layer, tôi chọn lệnh gì đây ạ? Arrange, Send to Back, gửi xuống dưới cùng. Đấy, thì tôi sẽ giấu xuống đây.
cho nó xuống dưới cùng so với các layer hiện có. Tất nhiên ở đây tôi cũng nói luôn là có một lớp gọi là lớp background, lớp nền, thì không có thằng nào chui xuống dưới nó cả. Đấy. Thế đến đây các bạn quan sát so sánh hai cái thì tôi cũng đã làm được sắp xếp được cái bài giống như bài mẫu, đúng không? Từ cái việc là lấy tài nguyên từ bài mẫu, sau đó thì tôi cắt, tôi chọn, tôi lựa từng cái thứ rau củ rồi thực phẩm, và cuối cùng thì tổng hợp lại thì tôi đã lựa chọn được, xoay được, nhân bản được, thay đổi tầng thứ, và cuối cùng là tôi sắp xếp các bạn thành ra một cái bài giống giống như bài mẫu. Thế thì như vậy là chúng ta đã biết cách sử dụng các cái công cụ để lựa chọn những cái vùng ảnh mà mình muốn. Đấy, biết cách là tạo ra một cái tài liệu mới như thế nào, biết cách là copy, biết cách là nhân bản. Thế đây là những cái thao tác cơ bản nhất trong việc làm việc với lại Photoshop. Tại vì là trong một bức ảnh thì nó có nhiều khu vực, nhiều thành phần, nhiều điểm ảnh. Do đó thì cái thao tác mà quan trọng nhất trong các thao tác làm việc với Photoshop đó là chọn được cái vùng điểm ảnh mình muốn. Chọn càng nhanh, càng chính xác thì tốc độ làm việc của chúng ta càng cao. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm chủ được cái công cụ, làm chủ được thao tác chọn đã, làm tốt được cái này thì sau đó thì chúng ta làm mọi thứ nó sẽ trở nên giản đơn hơn rất là nhiều.